mọi người nhá. Sau một ngày mình với đổi thợ xây đi bắt cá thì hôm nay lại tiếp tục đi xây tiếp, mà hôm nay là đổ sàn nhà. Nay đổ sàn nhà nên làm được chủ nhà mời một bữa cơm bắt cá bông hống to đùng về thịt. Đó là sang có mày. Mày in ái hả? Dạ. Đổi thợ xây ấy thì chỉ có 5 người thôi, nhưng mà hôm nay vì là đổ sàn nhà nên là mỗi một nhà phải đi thêm một người ấy. Còn lại thì những người khác thì do chủ nhà mời đến để mà hộ. Thì cũng đi phủ trồng đấy, nhưng mà lúc mà máy chưa khởi động ấy thì tranh thủ quay lấy một ít cho tất cả mọi người cùng xem. Tuyến hôm nay không ghi bàn cá nữa, lại ghi bàn nước với xi măng với Tuyến vừa. Lại tiếp. Ờ. Làm cái ghi bàn nữa. Thôi ghi bàn xi măng ấy. Người nhỏ nhỏ nhưng mà sức to lắm Tuyến nhỉ. Ôi giời. Mai nó mới cử nó to mà. Và cám luôn phải chứ bây giờ. Có cao lắm có nội nhé. Cám ai đôi ơi. Đấy luôn Tuyến hả? Dễ thì nhỏ nhưng mà dễ to lắm. Đấy. Đổi thợ xây nay sau một ngày đi bắt cá lại tiếp tục
đi về xi măng nữa. Nhận này, nhận cái này. Đấy, cái đó nó mai mai giống này sướng này. Thế cái ngon bẩn ta hai mươi năm nát. Cái giống như hai mươi nhiêu hí. Không là cái giống nó là giống nó mềm lắm. Vài. Vài, là cái có tài ăn kiểu như nó. Ô, giờ to tay chào hết to nữa mất phải giờ đấy. Mà nhìn mẹ nhá, bình cha mẹ đi vậy. Tao này phải nhá. Mày thấy hai mẹ ngờ thế mày. Mẹ nghĩ nhìn á. Hả nóm tế thụ, nghe với thua mà nhà đấy. Dù mình có mãi càng hứng chật tin vấn này, cao đón nó có rồi hả? Mà thì cao đón hả? Mai biết tay hết nó mặn, nó nhìn đi. Nó có nhìn cao đón nó hợp đi. Mời chủ nhà lên ăn ngô luộc xem chủ nhà có phản ứng không? Thế Minh ơi, nhìn mẹ tếp nè. Tao nhìn nè. Cái mình không thèm ngô á. Cái này thường cao đón thôi. Cha bắt món chuẩn bị hết hàng thở nhìn cỏ lú ồ món gà mái nó gà trứng có gà rừng gà mái thôi gà chạy bộ ấy. Gà chạy bộ quay ra tỉ theo không đuổi được kêu mà quay ra tỉ Thank you.
nào về cho còn sửa đấy. Của ai bây giờ cũng dính bùn hết rồi còn biết. Đấy, sau một buổi vật lội thì mấy anh em cũng đã đổ xong cái sàn. Bây giờ thì anh em rửa chân tay để chuẩn bị đi phá mồi thôi. Sáng nay thấy bắt con ngỗng to lắm. Không biết đang ngắm cái gì buồn thế. Bác cười một cái xem. Tao này tao cần nhận. Nó này nó tài nó cần tăng nó cần nhận. Thở phào nhẹ nhõm. Thế giờ còn đây. Đây sau một hồi đổ xong cái sàn nhà thì chủ nhà lại mời ăn cơm. Mời cả đội thợ xây ăn cơm. Đây anh em thì ở ngoài kia nhìn qua cửa sổ mới nhìn thấy. Chỉ nghe thấy giọng thôi. Mời tất cả mọi người ăn cơm cùng với mấy chị em mình nhá. Xem món gì nhiều nào. Hả? Cái này là cái gì chị? Cái này gì vậy? Mướp đắng sao với cái gì? Gà. Hả? Không phải. Ngan ngỗng à? À cái là cái gì? Lòng ngỗng à? Lòng ngỗng. Miến con biết à? Đây là gà, đây là miến, đây là bí nhá. Giới thiệu đây là miến này. Đây, món này bí này. Cái này là cái ngỗng, đây là ngỗng. Con ngỗng sáng nay bắt nhá. Còn đây là gà nhá. Không dám ăn thịt. Còn đây là gà. Còn đây là món cơm trắng này. Không được khỏe thì không được không dám ăn thịt ngỗng nữa mà. Chỉ ăn thịt gà thôi. Đây đây, hai chân gà đây. Mình cũng có một canh kiểu chấm à. Có mà mình lấy một canh để chấm được. Mời cả nhà ăn cơm nhá. Đây, ta xem cái ta. Xem mấy anh em ngoài cửa sổ. Không có ở đấy đâu. Ở ngoài kia có bột canh không? Cho mượn gói bột canh với. Canh ở đứa bếp đây. Ừ.